gì không mua thuốc gì à? Bình thì khiếp rồi. Đường chỗ này toàn cây không nhỉ, dây leo. Từ dưới này gần suối về cây cối nó vẫn đang còn xanh xanh tí nhỉ. Những cái cây bằng lăng này mà bị mấy cái cây xanh hay cây đầy đà lá liễu thắt cái kiểu này chắc mấy người chết nhỉ. Nó ôm chặt người. Đây là một cây đà lá liễu đã ôm chặt với cây bằng lăng này các bạn. Này cái cây bằng lăng này thì cũng khó sống với cây đa này đấy. Một thời gian nữa nó sẽ siết chặt và cây bằng lăng sẽ rất dễ bị chết này. Đi xuống suối luôn đi. Linh chi đây, phải linh chi á. Này cây nấm gì mọc à, cũng như cây bằng lăng. Cũng khá là to đây. Đây là cây nấm đây á, nấm linh chi này các bác ạ. Mọc ở trong cái thân cây thôi. Giờ mình đang đi theo dọc suối tí. Chỗ này thì nó đá nó khó. Video của em xin phép được kết thúc tại đây nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé.